Xin chào tất cả mọi người. Je me lasse chaque fois, angoisse de ceux qui ne trouvent pas leur vocation. Đó là đề tựa của một bài báo trích từ trong nhật báo Le Figaro số ra ngày 6 tháng 11 năm 2023, tức là cách đây khoảng 2 tháng. Và chúng ta tìm hiểu một số từ ngữ, động từ trong đề tựa này để hiểu nội dung của bài này là gì. Trước hết chúng ta coi động từ đầu tiên ở câu Je me lasse chaque fois. Động từ se lasser là cảm thấy mệt mỏi. Ở trong động từ này chúng ta có tính từ la masculine và las. L-A-S đọc là la và las. La las là mệt mỏi một cách mơ hồ, mệt mỏi một cách toàn diện cơ thể của mình. Tự nhiên mình cảm thấy mệt, tự nhiên cảm thấy mệt, không có sinh khí, không muốn làm gì hết, khác với fatigue. Fatigue là khi chúng ta làm một cái việc gì xong, hệ quả của nó dẫn tới một sự mệt nhọc. Ví dụ chúng ta làm việc chuẩn bị xây dựng gì đó, thì hai tay mệt mỏi. Chúng ta đi bộ, chạy bộ, chơi thể thao, đá banh, hai chân mệt mỏi. Chúng ta làm việc suốt một ngày, toàn thân mệt mỏi là fatigue. Ở đây la, las là tự nhiên, có một cái ngày nào đó tự nhiên mình cảm thấy người mình nó rất là mệt, không có sinh khí để làm gì hết. Và động từ là se lasser. Chaque fois là mỗi khi. Đây là cách nói người ta trích từ câu của một người ở bên dưới. Mỗi khi như vậy thì tôi mệt lắm. Chứ nếu mà chúng ta chỉ dùng như thế này thì không thể dịch được. Nếu yêu cầu chúng ta dịch là je me lasse chaque fois là gì thì chúng ta không thể dịch được. Không biết cái câu chuyện là những cái gì, cái context, cái bối cảnh là cái gì. Chẳng hạn như là chúng ta nói là cứ mỗi lần mà tôi phải chuyển nhà, nhiều người hay phải chuyển nhà lắm, rời nhà từ chỗ này qua chỗ đi, mỗi lần tôi chuyển nhà, je me lasse chaque fois. Như vậy trong câu chuyện của hai người nói chuyện với nhau, là đang nói chuyện về chuyển nhà, phải dọn, rồi phải dọn đi, rồi dọn tới đó. Mỗi lần như vậy tôi mệt lắm. Thì vậy ta hiểu là cứ mỗi lần phải dọn nhà thì tôi rất là mệt. Thì ở đây cũng như vậy này, nó phải nằm trong một cái bối cảnh gì, tức là những người này đổi nghề đó. Chúng ta sẽ thấy nội dung của bài này là đổi nghề. Cứ mỗi lần tôi đổi việc làm, từ việc làm qua việc làm kia, je me lasse, tôi cảm thấy mệt, je me lasse chaque fois. Vậy tôi xin lưu ý là cái cách này nói phải nằm trong một cái bối cảnh, một cái context. Nếu chúng ta dùng riêng lẻ thì không có ý nghĩa. Angoisse là một nỗi lo âu khắc khoải. Lo âu khắc khoải, như vậy nó hàm ý là phải kéo dài. Mình lo âu khắc khoải tức là kéo dài mãi mà không cảm thấy được an lòng. Ví dụ gần đây có tin không vui là một cái tàu cá ở vùng biển miền Trung của Việt Nam, hình như là tỉnh Phú Yên, rồi mất tín hiệu, đánh một tín hiệu cuối rồi sau đó không còn tín hiệu nữa, thì không biết là sự cố như thế nào đó. Thì người thân ở trong đất liền rất là khắc khoải lo âu suốt những cái tiếng đồng hồ sau đó, trong cái đêm đó, rồi cả ngày hôm sau nữa, rồi có thể là thêm nhiều ngày nữa, lo âu khắc khoải kéo dài của những người không tìm được cái vocation. Vocation ở đây là thiên hướng làm việc. Và chúng ta mỗi người đều có một cái khuynh hướng làm một cái việc gì. Có người thích làm việc này, có thích người làm việc kia, nghiên cứu, lao động, sản xuất, buôn bán. Mỗi người có một cái thiên hướng. Và những người này trong bài báo đề cập tới không tìm ra được cái khuynh hướng làm việc của mình thì người đó khắc khoải lắm. Cứ ngày này qua tháng khác không biết mình sẽ phải làm gì. Và bây giờ chúng ta coi đoạn đầu tiên của bài báo. En l'espace d'une année, 44% des actifs ont envisagé de se reconvertir, mais seuls 9% sont allés jusqu'au bout de leur démarche. En l'espace de, trong khoảng thời gian, chúng ta cũng có thể dùng trong không gian nữa. Espace là không gian vũ trụ đó, ở trên không trung đó. Ở đây chúng ta dùng với ý nghĩa là thời gian. En l'espace d'une année, trong vòng có một năm trời, 44% des actifs. Active là những người đang làm việc ở trong thị trường lao động, không kể những người đã về hưu, hết làm việc, những người chưa tới tuổi đi làm, đang còn đi học, không kể những người bị thất nghiệp, không kể những người đang làm việc, gọi là les actifs. 44% des actifs ont envisagé de se reconvertir. Động từ envisagé de faire quelque chose là tính làm cái gì, dự kiến làm một cái việc gì. Ở đây người ta dự tính đổi nghề. Và chúng ta coi động từ se reconvertir. Động từ ngoại động từ của nó là convertir, VT là biến đổi cái gì thành cái gì. Transformer quelque chose en quelque chose. Ví dụ người ta có một số tiền bằng đô la và bây giờ muốn đổi ra thành đồng euro. Convertir des dollars en euro. Chúng ta có một file MP4 muốn đổi thành MP3. Convertir
MP4 on MP3, và chúng ta có động từ to convert ở trong cái cách làm đổi cái này qua cái kia. Hoặc là có một đám đất trồng hoa màu, bây giờ muốn biến đổi thành một cái cánh đồng cỏ để chăn nuôi, convertir la terre en prairie, prairie là cánh đồng cỏ. Như vậy convertir ở đây là ngoại động từ, và bây giờ sơ convertir đổi đời mình, biến đời mình thành cái gì đó, và reconvertir. Như vậy chúng ta thấy ở đây là những người này đã từng đổi rồi, đổi việc này qua việc khác không được, bây giờ lại muốn đổi nữa, do đó có tiền tố re. Sơ reconvertir lại muốn đổi qua một cái nghề khác. Và chúng ta đọc lại đoạn này. En l'espace d'une année, 44% des actifs ont envisagé de se reconvertir, mais seuls 9% sont allés jusqu'au bout de leur démarche. Démarche là một danh từ diễn tả là chúng ta hành động, chúng ta hoạt động, chúng ta vận động như thế nào để đạt tới cái mục đích. Như vậy những người này muốn đổi nghề lắm thì phải kiếm cách này, cách kia, nộp lý lịch, rồi đi tìm những cái nguồn, rồi hỏi han, đó là démarche. Và bây giờ xin mời tất cả các anh chị coi tiếp phần kế tiếp của bài báo. Je me lasse à chaque fois, l'angoisse de ceux qui ne trouvent pas la vocation. Động từ se lasser, đi với giới từ đời là mệt mỏi vì làm việc gì. Các trẻ em chơi mà không mệt. Les enfants ne se lassent pas de jouer. Chúng ta để ý giới từ đời này. Tức là không mệt mỏi vì chơi, tức là chúng ta dịch cho nó xuôi. Các trẻ em chơi mà không biết mệt mỏi. Và chúng ta cũng có động từ lasser là ngoại động từ trực tiếp, tức là làm cho mệt mỏi. Ví dụ, những lời giải thích của người ấy làm cho tôi rất là mệt mỏi. Có lẽ vì giải thích dài dòng. Ces explications me lassent. Và danh từ angoisse là một sự khắc khoải lo âu, nói lên một cái tình trạng gì mà không có thoải mái kéo dài. Đó là tình trạng lo âu của những người không tìm được cái thiên hướng cho việc làm của mình. En l'espace d'une année, 44% des actifs ont envisagé de se reconvertir, mais seuls 9% sont allés jusqu'au bout de la démarche. Chỉ trong vòng khoảng thời gian một năm đã có tới 44% những người lao động muốn có dự tính, có ý định chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng mà chỉ có 9% đã đi tới cuối cùng cái công việc chuyển đổi nghề của mình. Démarche là những cái thủ tục để làm cái việc gì. Ở đây là chúng ta đang nói về việc chuyển đổi nghề nghiệp. Thì 44% có ý định này, nhưng mà chỉ có 9% có thể làm được những cái thủ tục để có thể chuyển đổi nghề. Ils ont travaillé comme avocat, enseignant, commerciaux ou libraire, mais n'ont toujours pas trouvé le métier qui leur convient. Toujours ở đây chúng ta không dịch là luôn luôn, mà dịch là vẫn. Họ đã làm việc với tư cách là luật sư, rồi nhà giáo, rồi các thương gia, hoặc là chủ tiệm sách, nhưng họ vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với mình. Quand on lui demande de résumer son parcours professionnel, Marion sourit, ça va être long, prévient-elle. Donc, de résumer là tóm tắt, le parcours professionnel là hành trình lao động, hành trình làm việc. Khi người ta hỏi cô Marion, hay là yêu cầu cô Marion là hãy tóm tắt cái quá trình làm việc của mình, thì chị ta cười và chị ta báo trước rằng chuyện này sẽ rất là dài. Et elle a raison, và cô ta có lý. Aujourd'hui, auto-entrepreneuse dans la restauration, la trentenaire a aussi travaillé dans la banque, dans l'administratif et en intérim. Bởi vì hôm nay, cô ta đã 30 tuổi rồi và cô ta hiện nay đang làm thầu khoán ở trong ngành nhà hàng ăn uống. Nhưng cô ta đã làm việc ở trong ngân hàng, đã làm việc ở trong hành chánh và cũng đã làm việc với những công việc tạm tuyển. Même diversité du côté de sa formation. Và nếu nói về quá trình đào tạo, học hành của cô ta thì cũng có một sự đa dạng như vậy. Và bây giờ hai chấm là để giải thích. Elle s'est autant essayée à la sociologie du sport. La menuiserie, autant que là bằng. Và chúng ta thấy đây là so sánh bằng của động từ này. Cô ta cố gắng đã thử học môn xã hội học về thể thao, cũng như là đã học về ngành mộc. C'est simple, je me lasse à chaque fois, regrette-t-elle. Je suis toujours très enthousiaste, oh,
début et au bout de quelques semaines, c'est la délision. Ở đây chúng ta thấy có hai chữ hoàn toàn trái ngược nhau này. Enthusiaste là tính từ, là cảm thấy phấn khích, cảm thấy hào hứng. Rồi bên dưới chúng ta thấy có danh từ désillusion là một sự thất vọng, tỉnh ngộ. Cô ta nói là rất đơn giản thôi, mỗi lần tôi chuyển đổi nghề thì tôi lại cảm thấy rất là mệt mỏi. Cô ta nói với một sự hối tiếc như vậy. Tôi luôn luôn cảm thấy hào hứng vào lúc ban đầu, nhưng mà chỉ sau vài tuần tôi lại cảm thấy thất vọng. Marion n'est pourtant pas la seule en quête de sa vocation professionnelle. En quête de, être en quête de, đang đi tìm. Tuy nhiên, chị Marion không phải là người duy nhất đang đi tìm cái hướng đi về nghề nghiệp của mình. Elle fait partie des job hoppers, en termes anglo-saxons, désignant des personnes qui changent souvent de poste ou d'entreprise. Cô ta là thuộc trong nhóm những người và tiếng Anh gọi là job hoppers. Đây là một từ ngữ tiếng Anh để chỉ những người thường xuyên đổi công ăn việc làm hay là đổi cái nơi làm việc. Si ce phénomène touche toutes les classes d'âge, elle est d'autant plus présent chez la génération Z née après 1995. Và nếu hiện tượng này ảnh hưởng tới tất cả mọi tầng lớp lứa tuổi, tức là touche đây là ảnh hưởng tới tất cả mọi tầng lớp lứa tuổi, tức là mọi lứa tuổi, thì nó lại càng nhiều hơn ở trong giới trẻ, người ta gọi là Generation Z, tức là những người sinh sau 1995. 83% de ses membres se considèrent comme des job hoppers, selon une étude américaine du cabinet Resume Lab. Theo một nghiên cứu của văn phòng Resume Lab của Mỹ, thì có tới 83% thành viên của những cái người này đã tự coi mình như là những người hay nhảy việc. Ils se disent prêts à être infidèles à leur employeur. Họ tự nói rằng, họ cho mình rằng là sẵn sàng bất trung, tức là phản bội, tức là không có trung thành với người chủ cũ. Les conditions de travail se sont dégradées en ces dernières années, justifie Aurélie Ronet, socio-spécialiste des parcours professionnels. Bà Aurélie Ronet là một nhà xã hội học chuyên về nghiên cứu những quá trình lao động, thì bà ta đã chứng minh cái nhận định trên như sau. Các điều kiện làm việc đã xuống cấp trong những năm gần đây. Les périodes de précarité sont plus fréquentes. La précarité là sự bấp bênh, là sự tạm thời, và các thời kỳ tạm thời bấp bênh của việc làm thì càng ngày càng nhiều. D'où la volonté de changer d'emploi. Chứ d'où này là do đó. D'où là do đó đã có cái ý muốn thay đổi nghề. Vừa qua tôi đã giải thích một số những từ ngữ hoặc những cách nói mà tôi in đậm như thế này, là xin chúng ta có thể tìm hiểu và nhớ để mà dùng. Và bây giờ chúng ta đọc lại bài này một lần nữa. En l'espace d'une année, 44% des actifs ont envisagé de se reconvertir, mais seuls 9% sont allés jusqu'au bout de la démarche. Ils ont travaillé comme avocats, enseignants, commerciaux ou libraires, mais n'ont toujours pas trouvé le métier qui leur convient. Quand on lui demande de résumer son parcours professionnel, Marion sourit. « Ça va être long », prévient-elle. Et elle a raison. Aujourd'hui, auto-entrepreneuse dans la restauration, la trentenaire a aussi travaillé dans la banque, dans l'administratif et en intérim. Même diversité du côté de sa formation, elle s'est autant essayée à la sociologie du sport qu'à la menuiserie. C'est simple, je me lasse à chaque fois, regrette-t-elle. Je suis toujours très enthousiaste au début et au bout de quelques semaines, c'est la désillusion. Marion n'est pourtant pas la seule en quête de sa vocation professionnelle. Elle fait partie des job hoppers, en termes anglo-saxons, désignant les personnes qui changent souvent de poste ou d'entreprise. Si ce phénomène touche toutes les classes d'âge, il est d'autant plus présent chez la génération Z,
nés après 1995. 63% de ses membres se considèrent comme des jobs hoppers, selon une étude américaine du cabinet Resume Lab. Ils se disent prêts à être infidèles à leur employeur. Les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années, justifie Aurélie René, sociologue spécialiste des parcours professionnels. Les périodes de précarité sont plus fréquentes, d'où la volonté de changer d'emploi. À theo một công trình khảo sát của IFOP, thì chỉ trong vòng một năm, 44% những người trong độ tuổi lao động đã tính đến chuyện đổi việc, nhưng chỉ có 9% là theo đuổi cho đến cùng. Họ đã làm việc với công việc là luật sư, là nhà giáo, thương gia hay chủ tiệm sách, nhưng họ vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Khi được yêu cầu tóm tắt quá trình làm việc của mình, thì chị Marion mỉm cười. Chị nói trước là chuyện dài đấy nhé, và chị đã có lý. Hiện giờ chị đang là nhà thầu, như trước đây, người phụ nữ trạc tuổi 30 này đã làm việc trong ngân hàng, trong cơ quan hành chính và làm việc tạm tuyển. Quá trình đào tạo của chị cũng đa dạng không kém. Chị ta đã thử học ngành xã hội học về thể thao và cũng học về ngành mộc. Chị ta đã nói một cách đầy tiếc nuối là đơn giản thôi, mỗi lần thay đổi là mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi. Lúc khởi đầu thì tôi luôn hào hứng, nhưng chỉ sau vài tuần là tôi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, Marion không phải là người duy nhất đang đi tìm một hướng mới cho nghề nghiệp của mình. Cô ta là một trong số những người hay nhảy việc. Đây là một từ ngữ tiếng Anh dùng để chỉ những người thường xuyên thay đổi công việc hay nơi làm việc. Nếu hiện tượng này ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, thì nó lại càng thấy nhiều nơi thế hệ Z, tức là những người sinh sau 1995. Theo một nghiên cứu của văn phòng Resume Lab bên Mỹ, thì 83% trong số những thành viên của văn phòng này tự nhận mình là những người hay nhảy việc. Những người này nói rằng họ sẵn sàng rời bỏ với chủ mình, rời bỏ tức là mất chung, rời bỏ chủ của mình. Nhà xã hội học nghiên cứu về tiến trình làm việc tên là Aurélie Goné đã biện bạch như sau. Trong những năm gần đây, điều kiện làm việc đã xấu đi, những giai đoạn bấp bênh ngày càng xuất hiện thường xuyên, và vì thế nhiều người muốn thay đổi việc làm.